Năm trôi qua, hơn 3 triệu người Việt sống rải rác khắp nơi trên thế giới, trên 1 triệu người định cư ở Hoa Kỳ. Họ chọn khu Bosa ở thành phố Westminster là thủ đô Sài Gòn nhỏ. Với sự tranh đấu quyết liệt, một tượng đài xây dựng để vinh danh các chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy thoát thai từ liên hệ quá khứ với thực dân, nhưng khúc quanh lịch sử Genève năm 1954 và nhất là những sĩ quan, binh sĩ tham gia quân đội sau năm 1954. Họ đã sống hào hùng, tranh đấu anh dũng, hy sinh tuổi trẻ và sinh mạng cho chủ nghĩa tự do. Với một tâm hồn trong trắng, với khả năng chiến đấu tuyệt vời, tất cả các cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đã làm tất cả những gì họ có thể. Và nhiều khi còn vượt qua trách nhiệm của họ. Những nhân vật cao cấp nhất của Hoa Kỳ, giờ đây nhìn lại cuộc chiến tranh Việt Nam, họ đã tự nhận thấy những sai lầm và công nhận chính Hoa Kỳ mới là nước đã thua cuộc chiến. Trong khi quân đội Hoa Kỳ trút bỏ ra đi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong cô đơn, nhưng không kém phần hào hùng và anh dũng. Hãy trả lại cho quân đội ấy sự công bằng. Hãy gửi vào tim họ lòng thương yêu dù là có muộn. Hôm nay, trên đường phố Bô Sa, nhìn lại những người lính trận năm xưa. Tuy chiến y không bạc màu chiến trận, tuy nét mặt không đượm vẻ phong sương, nhưng thấp thoáng đâu đây một quân đội anh hùng. Gần 150 năm trôi qua từ khi tiếng súng bắt đầu nổ năm 1858 ở Đà Nẵng, cho đến khi Pháp trao trả quyền tự trị cho Việt Nam vào năm 1949. Và kể từ năm 1945, Cộng sản đã du nhập một chủ nghĩa ngoại lai, gây cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do. Miền Bắc tự nguyện làm công cụ cho sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản, miền Nam là tiền đồn chống đỡ của thế giới tự do. Cuộc chiến đẫm máu kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phe Cộng sản chiến thắng và thống nhất đất nước. Theo chủ nghĩa xã hội, miền Nam thua trận vì sự thiếu kinh nghiệm, thiếu kiên trì của người bạn đồng minh Hoa Kỳ. Hơn 3 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, đi tìm ánh sáng tự do, trong sự đau đớn và sự buồn tủi. Người dân còn lại trong nước, sống nghèo khổ và mất tự do. Trung tâm sản xuất DVD GMD sưu tìm tài liệu để nói lên sự chân thật của một đoạn đường lịch sử cho giới trẻ hiểu biết một cách khái quát về con người là lịch sử của Tổ quốc Việt Nam.